chào cả nhà. Ngày hôm nay Út Phượng gặp cả nhà trong video clip này là Út Phượng có mang tới cho cả nhà một cái giải pháp. Sau cái mùa Tết hôm nay, một số chị em chúng ta sẽ bị tăng cân và một số chị em chúng ta đã được mời đi ăn những cái buổi tất niên, buổi tân niên và tiệc tùng rất là nhiều, thì chúng ta sẽ bị tăng cân và vòng hai của chúng ta sẽ bị tăng lên mức thường. Thì ngày hôm nay Út Phượng sẽ giới thiệu tới cả nhà một cái giải pháp để giúp cho mọi người có thể chúng ta có thể sẽ lấy lại được vóc dáng của chúng ta tự tin hơn mà không tốn nhiều thời gian. Bởi vì sao? Một số chị em chúng ta sau cái mùng 10 Tết này chúng ta sẽ phải về lại công việc cũ của chúng ta sẽ không có thời gian để ra những phòng tập gym, hoặc là các anh chị em chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta có thể có những cái bữa ăn kiêng để chúng ta có thể giảm ký lại được. Thì đây là một cái giải pháp để giúp cho tất cả những chị đẹp của chúng ta lấy lại được vòng hai một cách nhanh gọn nhất mà hiệu quả. Đó là bộ đôi sản phẩm Hot Body Cream kem bôi tan mỡ Go Slim Collagen. Nó là một trong những sản phẩm đầu tiên tại thị trường Việt Nam có chứa collagen thực vật. Sau khi chúng ta bôi cái sản phẩm này vô vòng hai chúng ta đều đặn, sau khi sử dụng hết một hộp này, chúng ta sẽ lấy được cái vóc dáng của chúng ta thon gọn và sẽ giảm được từ 5 đến 10cm vòng hai của các chị đẹp chúng ta. Và cái sản phẩm này nó có chứa collagen thực vật giúp tái tạo lại làn da nhanh nheo chảy xệ của chị em phụ nữ, nhất là những chị em phụ nữ chúng ta sau sinh và chúng ta bị rạn nứt vùng bụng và bị nhanh nheo chảy xệ. Thì khi sử dụng sản phẩm Go Slim Collagen này vào thì nó sẽ làm săn chắc và điều quan trọng nhất là làm giảm kích cỡ vòng hai thon gọn hơn và bắp tay, bắp đùi, những nơi mà chị em chúng ta cần giảm mỡ thì đã có Go Slim Collagen này vào. Và cái điều quan trọng thứ hai mà Út Phượng muốn chia sẻ tới là cái sản phẩm này nó thẩm thấu rất là nhanh và không gây bíp rít như những cái sản phẩm khác. Bởi vì sao? Khi chúng ta bôi vào nó như là một dạng lotion và bôi cái thẩm thấu ngay tại chỗ vô trong da của chúng ta, nên là nó sẽ giúp cho chị em chúng ta giảm được kích cỡ và săn chắc thon gọn lại vòng hai của chị em chúng ta. Và điều quan trọng nữa là sản phẩm này sẽ được tặng kèm theo một cái đai nịt định hình này. Đó, khi chúng ta bôi kem xong chúng ta nịt thêm cái đai nịt định hình này vào nữa thì Út Phượng tin chắc chắn rằng một ngày chúng ta chỉ dành ra 1 phút để bôi kem đó, và dành ra 1 tiếng để chúng ta nịt cái đai nịt định hình này vào đều đặn như vậy thì chúng ta sẽ mau lấy lại được vóc dáng thon gọn sau cái mùa Tết này ăn uống quá đà, đúng không cả nhà? Ăn uống quá nhiều vào rồi mà không có thời gian để chúng ta ăn kiêng hoặc là không có thời gian tập thể dục, thì cái giải pháp Go Slim Collagen này sẽ là một giải pháp cứu cánh cho tất cả những chị em phụ nữ chúng ta mà muốn giảm cân mà không lo sợ mất thời gian và muốn có một cái vòng hai thon gọn nhưng mà không có thời gian ăn kiêng. Thì cái sản phẩm Hot Body Cream kem bôi tan mỡ Go Slim Collagen này sẽ giúp cho chúng ta có một vòng hai như ngọc trinh sau khi chúng ta sử dụng sản phẩm này nhé. Đây là cái bộ đôi sản phẩm Út Phượng muốn chia sẻ tới cả nhà. Đó, một cái bộ đôi sản phẩm nó sẽ là như vậy. Trong cái hộp sản phẩm này sẽ có một cái chai kem tan mỡ Go Slim này nha, và được tặng kèm theo một cái đai nịt định hình như vậy. Đó, một cái bộ này là 590k. Đó, nếu chị em nào chúng ta muốn mua sản phẩm chính hãng và muốn được tư vấn thì hãy liên hệ cho Út Phượng qua số điện thoại 0909 840068. Và Út Phượng đang là nhà phân phối lớn cho tập đoàn Maxicorp, và Út Phượng đang phân phối ra thị trường cái dòng sản phẩm Hot Body Cream kem bôi tan mỡ Go Slim này nhé cả nhà. Và hãy nhớ liên hệ với Út Phượng để được free ship và nhận được sản phẩm chính hãng tới tận tay và không hề mất 1.000 đồng ship nào nha cả nhà. Chú ý, nếu muốn Út Phượng tư vấn hãy liên hệ cho Út Phượng qua Facebook Fan Phượng hoặc qua Zalo 0909 840068, sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí và được mua cái sản phẩm Hot Body Cream kem bôi tan mỡ Go Slim này để mau lấy lại được dáng sau cái mùa Tết này nha cả nhà. Chào mọi người.